anh làm việc ở trong cái môi trường mà có điều hòa trung tâm. Thế vậy thì cái an toàn kiểm soát của cái điều hòa trung tâm này và cái hệ thống làm sạch không khí bằng cách là chúng ta phải kiểm tra, bảo dưỡng, làm sạch định kỳ. Chúng ta hoàn toàn có thể bị nhiễm cùng một lúc một cho tới hai loại, thậm chí ba loại cúm ở ngay cái đợt đó, đợt bệnh đó. Đấy thì các cái loại bệnh, ổ bệnh nó nằm sẵn trong người chúng ta.